Nếu hiện giờ mà bạn vẫn còn phải đăng ký các gói dung lượng 4G như là 5.000 được 1 GB một ngày hay là 120.000 được 60 GB một tháng á, thì quên đi nha. Mức giá như vậy vẫn là khá mắc ha. Mình có một giải pháp để bạn sử dụng 4G tốc độ cao, thoải mái như cáp quang luôn, nhưng giá chỉ 60.000 một tháng mà thôi. Trên đây mình là Wintel 60, một chiếc SIM đến từ nhà mạng Wintel. Đây là một nhà mạng di động của VNPT sử dụng chung chạm phát sóng với Vinaphone. Với Wintel 60, bạn chỉ cần bỏ ra 60.000 mỗi tháng để sử dụng 4G thoải mái không giới hạn dung lượng tốc độ cao luôn nha. Ngoài ra bạn còn có thêm 5GB riêng để phát wifi cho người khác dùng chung nữa. Đặc biệt hơn ha, khi mới mua SIM về với giá 60.000, bạn sẽ được miễn phí sử dụng các ưu đãi trên trong tháng đầu tiên. Nghĩa là bạn không cần nạp tiền, chỉ cần gắn vào là sử dụng thôi. Còn ở những tháng tiếp theo trở đi, bạn chỉ cần nạp 60.000 một tháng để tiếp tục duy trì các ưu đãi từ gói cước là được. Còn đây là chiếc điện thoại mình đang sử dụng SIM Wintel 60 được vài ngày. Ưu đãi không giới hạn 4G tốc độ cao và 5GB phát wifi vẫn còn đây ha. Giờ mình sẽ thực hiện một số bài test tốc độ cho các bạn cùng tham khảo nha. Đầu tiên là kết quả đo bitstep nè. Tiếp đến là xem video 4K nè. Còn đây là tốc độ khi tải file nè. Và cuối cùng là pin chơi game cực ít và ổn định luôn nè. Quá tuyệt vời luôn phải không? Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Windows 60 á, thì cứ để lại bình luận bên dưới nha.